Bây giờ đến là một chương trình thâu direct nha bà con. Thâu direct, khỏi có thâu tiếp, khỏi có recording gì hết cho nó mệt. Và chúng ta sẽ có bài đêm đông. Đêm đông đốt đèn đi đâu đấy, với ca khúc của Nguyễn Văn Đông. Chiều trời đi màn đêm buông xuống, đâu đấy buông lưng lờ tiếng chuông, đôi cánh chim bâng khuâng giá rời, cùng mây xám về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái, cây chút lá cuốn theo chiều mây, mưa giông mắt nhớ nhung điều điều, sương thiết tha mơ theo điều yêu. Và chúng ta lại không có theo phương pháp nào cả. Hứng thì ca, mà hứng là thầy đờn, cho nó có vẻ đầy đủ chương trình của chúng ta. Alright. Lòng chinh phu đêm đông, bên sông ngân ngơ kìa ai mong chồng. Đêm đông thì nhân lắng nghe tâm hồn thương tư. Đêm đông ca nhi đối hương ôm sầu riêng mong, gió nghiêng chiều say, gió lay ngàn cây, gió dâng thuyền mây, gió reo sầu miên, gió đau triền miên, gió ôi còn đó. Đêm đông ôi ta nhớ nhung đường về xa xăm. Đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương. Đêm đông ta lê bước chân phong trần ta hương. Có ai thâu tình cô
khổ lữ đêm đông không nhà. Và chúng ta lại vẫn tiếp tục để mà theo một công thức testing 1 2 3 when direct. Đêm đông,
cài đôi gương ôm sầu riêng bóng. Gió nghiêng chiều nay, gió xây ngàn cây, gió nâng thuyền mây, gió gieo sầu miên, gió đau niềm riêng, gió than triền miên. Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xăm. Đêm đông, ta lê bước chân âm thầm tha phương. Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương. Nhớ ai thâu tình cô lữ đêm đông không nhà. Nếu cái thằng em trống này cứ tiếp tục gõ thì chúng ta có thể gõ suốt đêm. Sẽ trở lại với bà con với những bản nhạc khác. Thank you.